Mời cả nhà ăn cà ri nha, cà ri vịt nha. Hôm nay em nấu cà ri vịt mà nấu keo keo để mình ăn với cơm nha cả nhà, chứ không ăn với bún ha. Mình ăn với cơm thì mình nấu keo chút xíu béo vừa phải, nhưng mà nó phải keo mà nó phải béo hơn cái cà ri mà mình ăn bún nha cả nhà. Cái độ nó phải béo mà đậm đà hơn. Cái này là em nấu cà ri vịt mà trong đây có nhiều rau củ lắm nha cả nhà, đầy đủ hôm nay luôn nè. Có khoai nè, có củ hành nè, có khoai môn nha, khoai môn cao, rồi một chút nữa em chiên nha, rồi có khoai lang tây nữa nè, có trứng non, có vịt nữa. Hôm nay em mua được vịt cũng ngon lắm, và mua thêm hộp trứng non của vịt nữa. Nấu cà ri keo ăn cơm này nấu bình lạnh quá. Bây giờ mời cả nhà vào bếp với em nha. Mình nấu cà ri này á, thì cả nhà muốn ăn với bún á, thì mình cũng ăn được, nhưng mà nó hơi keo quá làm cho mình ngán. Còn này mình ăn với cơm là béo dữ lắm mà ngon lắm, mà bảo đảm là không có ở gần cổ đâu nha. Một chút nữa em sẽ chia sẻ với cả nhà cái cách nấu cà ri mà để cho mình đừng có ở gần cổ nha. Tại thường mình ăn mà nước dừa đó mình hay ở cổ lắm. Một chút nữa em sẽ đưa cho cả nhà coi cái hiệu, rồi cả nhà đi mua nấu giống như vậy ăn, mà để đi làm hay là mình để ngày mai mình hâm ăn lại cũng không có bị ở cổ đâu nha. Rất là ngon luôn mà vừa vị rất là vừa ăn luôn nha. Mời cả nhà vào bếp. Rồi bây giờ mời cả nhà đi chợ với em nha. Hôm nay mình đi chợ, chợ Melbourne nó mưa hoài cả nhà, mưa mà gió giông nữa. Dông là mưa bình đỉnh luôn, gió dông mới nhỏ cũng ngại, không cho đi học không sợ bệnh đó cả nhà, mà gió quá trời nó nhỏ xỉn nữa. Cả nhà thấy không, lá rụng hết trơn, mưa mà bây giờ mà còn ướt luôn á, ướt đất ướt cây u buồn á, quá trời là mưa luôn cả nhà ơi. Mưa mà gió dữ lắm mấy bữa nay, cho nên hôm nay mình đi chợ nha. Mà mình đi chợ thì em định đi chợ trời, mà em nghĩ cái chợ trời mưa quá, người ta không có mở, mà có mở chắc cũng không mua được. Mà chút nắng chút mưa rồi cả nhà. Bây giờ mình sẵn trên đường mình đi chợ thì mình tạt ngang luôn nha. Nếu mà có mở thì mình đi vô, còn không mở thôi thì mình đi về coi như là mình đi chơi nha cả nhà. Cuối tuần mình tranh thủ mình đi chơi nha, thì cũng như những cái con đường mình cứ đi hoài nha cả nhà. Hướng này là đi xuống Sinh Veo ha. Bây giờ em đi chợ sẵn đi chơi luôn, một chút ăn trưa ở ngoài, giờ chiều về mình nấu cà ri gà nha, cà ri vịt nha cả nhà. Hôm nay trời lạnh quá chắc nấu cà ri keo keo ăn với bún đi. Hôm nay em giờ em cũng tới rồi mà sao hướng Sinh Veo thấy hầu như mưa nhiều quá cả nhà. Lâu xuống lần nào thấy cũng mưa hết, mà ở trên mình thấy cũng ui ui nắng, mà ở dưới đây thì mưa ha, thấy mưa quá trời. Bây giờ em chạy vô chợ trời mà em thấy chợ trời chắc không có hy vọng quá. Tới đây sao thấy đen thui hết trơn luôn rồi. Bây giờ thì quẹo vô nè cả nhà, mà thấy sao mà hẩm hiu quá. Bây giờ mình quẹo vô trong chợ rồi nè cả nhà. Thấy xe cũng đông đông đó, mà không biết làm sao nữa nè. Mà sao xe chạy ra nhiều quá vậy. Giờ này còn sớm dữ lắm luôn á, mà sao xe đi ra hết trơn. Em nghĩ chắc mưa người ta cũng không có bán cái gì đâu. Giờ mình chạy vô thử đi, nếu mà người ta có đi vô thì mình đi, còn nếu mà mưa thôi đành thôi cả nhà, dòng về đi đợt sau nữa đi, chứ giờ không có duyên rồi, tới hai lần mưa không à. Rồi thì em tới đây cả nhà thấy không, mưa rồi đó, đen thùi lùi luôn rồi, ở chổng đổ mưa rồi, rớt hộp luôn rồi. Mà kìa, chợ thì người ta cũng chùm hết trơn rồi, hai chồng lại leo lên xe tiếp thôi đi ra về luôn, tại người ta chùm hết rồi, người ta mặc áo mưa vô, người ta chùm đồ người ta dẹp rồi. Hôm nay chắc không bán được. Giờ hai chồng thôi quyết định là lên xe đi về luôn, chạy không kịp luôn cả nhà. Quá trời gió luôn à, ở ngoài gió mà lạnh nữa, mưa nữa thôi. Rồi em cũng đi chợ xong, bây giờ em về em tưới cây nha cả nhà. Trời thì sương muối rồi nè, lá cóc chuẩn bị rụng trụi luôn rồi, nhưng mà bông trái vẫn phát triển nha cả nhà nha. Bây giờ em pha nước em tưới, thường thì em cũng tưới máu cá không à cả nhà, trên đông hè về nhà em cây nó cũng trổ trái hết á, nó không có ngừng. Chứ nhà ăn em cũng không có túi diêm phân gì nhiều hết á cả nhà. Đó giờ hỏi cũng chín nhiều lắm rồi, bắt đầu chuẩn bị em hái tiếp nữa nè. Cứ trồng nhiều cây á, cái nó chín á, mình xen kẽ nhau có ăn hoài à cả nhà. Hôm nay nó chín nữa rồi nè, chín lia lịa luôn à, con mình em ăn à. Nhiều khi mấy nhỏ nó lười nó cũng có ăn nữa. Chút nữa em tưới xong là em qua em hái nó luôn. Giờ em mời cả nhà tham quan nha.
Hôm nay là cái ổi mình cũng tối nè, cả nhà thấy mùa đông không, trái quá trời luôn nè. Đó, nguyên một vườn ổi. Đó, trái to ghê không. Đó, một lát nữa là mình sẽ thu hoạch nha, chín hết rồi. Trái con còn mùa đông mà còn nghẹt luôn nè cả nhà, ăn không có kịp luôn. Đây, ở dưới đây nhiều lắm. Đó, nhiều lắm. Trái con nghẹt bên kia luôn kìa cả nhà. Đó, ở đây là chùm chùm nè, sau lưng này nè, chùm chùm này, to lắm. Đó, nhiều lắm nè, chùm mở trước, nhiều rất là nhiều trái luôn nè. Đây, chín thấy ham luôn, chín quá trời rồi. Một chút mình phải cắt vô, không cắt thì nè, nó mềm không có ngon. Tại cái loại này ổi giòn á, ổi đỏ đó nha. Đó, cây này là cây xài mã lai. Đó, xài thanh tre của Việt Nam mình, chín nhiều lắm, giờ còn có một trái này chín cây luôn nè cả nhà. Sao bữa giờ mình ăn chín cây á, mình cứ để vậy nó lớn nó chín, giờ còn trái à. Giờ chút nữa là mình hái luôn nha. Đó, cây trồng chậu nó già lắm rồi mà nó có trái nè cả nhà. Đó, đây là mận nha, mận Ấn Độ đường. Đó, cây lớn dữ lắm rồi, cao luôn, cao lúc luôn, tới quanh cái nhà luôn rồi cả nhà. Mình vẫn trồng trong chậu nha. Đây mùa đông giờ mình pha nước mình tưới cho em nó nha. Đây mình pha máu cá đó cả nhà, cái bình đó đó, cái bình máu cá đó đó. Đây nhà mua ở trong bên mình nó đâu không có hết, mình vô mình pha xong rồi mình tưới nha. Là mùa này là cây vẫn có trái, vẫn phát triển bình thường nha, không ảnh hưởng gì hết. Đó, ổi trái quá trời luôn đó nha. Những cái cây nào không được thì mình cho nó vô hiên rồi nha. Mình sắp sửa chuyển tiếp nữa. Đây cả nhà thấy ổi bên kia trái chùm chùm luôn kìa, xài dưới đất luôn đó. Đó, vẫn là ở trong chậu luôn nha. Đó, đó là ổi Đài Loan trái dài á. Ổi đó là cực kỳ ngon luôn, trái mọc là đầy nẹt luôn á. Chút nữa mình quay cả nhà coi nha. Rồi đây mình tưới đây, tắt mình mới vừa lấy về chưa kịp vô chậu nữa. Cái này cũng là ổi nè. Đó, đây là tắt. Tắt thấy ham luôn, trái quá trời to như cái quýt luôn đó cả nhà. Đó, to dữ lắm, to như cái quýt luôn, màu rất là đẹp. Đấy, mùa đông. Rồi đây, tóc đây. Mùa này mà trứng cá vẫn còn nè cả nhà. Trứng cá cứ có ăn lai rai. Tóc vẫn còn đen trổ bông. Lạnh quá, sương muối á, lá nó úa hết. Nhưng mà trái vẫn phát triển nha cả nhà. Đây, vẫn phát triển. Đó, vẫn lớn, mùa đông mình vẫn có ăn. Đây có cốc chín ăn nữa nè cả nhà, nó rụng vậy đó. Tại cái này mình quay ở trên á, cho nên nhìn thấy nó lùn với cây nó già rồi cả nhà. Mình ăn từ từ, tại mình không thích ăn tóc sống á, nên mình để chín mình ăn chấm nó ngọt á. Đó, bên kia còn mình lật lá hết để dưỡng cây á, nên là nó còn nhiều cái chùm trái á. Mấy cái cây này nó trổ trái hết là mình lật lá hết để mình dưỡng cho nó đó cả nhà. Còn nhiều cây lắm, chưa vô thay chậu nữa. Cái này là nước máu cá đó cả nhà. Bây giờ mình phải pha ra để mình tưới á. Mùa đông thì mình tưới máu cá chứ mình không có tưới phân nhiêm nhiều á. Lâu lâu mình thả một chùm nhiều lắm nè, chín nữa rồi, quá trời luôn rồi. Mấy trái bữa nhỏ nhỏ chín hết rồi, giờ mình hái đi. Hôm qua hư hết một trái bự uổng không, mấy bữa nay đi làm á không có đi ra hái. Đây bự lắm rồi nè, cái này được. Ó, bên kia đầy hết trơn, có đó ăn đồ có bự rồi đó nè. Đây nó nè, đó nhiều lắm nè. Đó, cái này ăn được trên hồn. Cái này ngon, cái trái trên không biết nữa. Chắc ăn trái này. Ui, trái này nổ đẹp. Hư hết trái, uống dễ sợ. Đi làm lu bu, không đi ra. Chắc mình hái ăn trái đi hả. Chắc hai trái này quá hả. Ăn trái này ngon quá. Hai trái này. Dài lắm. Nó chín đỏ da chứ mà bữa giờ có bận đi làm công chuyện quá trời. Ngon chưa?
Rồi thì em cũng đi chợ về tưới Ừ. cây làm vườn xong Chắc là rồi. có Bây giờ tí em cũng chặt mò dịch xong rồi. lên. Dịch này là em ngâm với lại muối giấm rửa xong. Cả nhà hứng một thau nước. Bỏ hết dịch cho đó ngâm đi. Ngâm cỡ 15 phút cũng được. Không có sao hết. Bắt đầu rửa sạch lại. Nó sẽ rút những cái máu dơ, máu tanh ra. Thì dịch của mình nó sẽ trắng giống như vậy. Mà khi mình nấu không bao giờ nổi bọt lên nha cả nhà. Nó rút hết nước ra rất là ngon luôn. Thịt rất là trắng. Rồi hôm nay em đi chợ rồi cho nên cũng có đầy đủ đồ rồi nè cả nhà. Cả nhà muốn ăn cái gì thì mình bỏ theo khẩu vị gia đình của mình ha. Ở đây em có này khoai môn cao nè. À, khoai lang nè, rồi khoai tây nè, rồi thêm củ hành nữa. Hôm nay em nấu cà ri để ăn cơm nha cả nhà, không phải để ăn bún, tại vì ăn bún mình sẽ nấu lỏng hơn. Rồi cái này ăn cơm cho nên em sẽ nấu keo lại chút xíu. À, ít nước keo keo để mình chan cơm ăn nó rất là ngon, nhưng mà nó béo mà nó không sẽ bị không ở gần cổ nha cả nhà. Rồi, dịch này bắt đầu xong rồi nè. Mỡ này nọ em cắt hết, tại nhà em ăn kiêng, không ăn mỡ, ăn da nhiều. Còn cả nhà ăn được đờ béo thì cứ để lại ha. Rồi hôm nay ba em đã mua được con vịt ngon cũng nạc nhiều á. Bây giờ mình ướp ha. Mình ướp vô đây là có ngũ vị hương nè, có cà ri, có bột nghệ, có sa tế, có dầu hào, bột nêm, muối tiêu đường, bột ngọt. Tùy theo gia vị, khẩu vị gia đình của mình, mặn ngọt mình bỏ vô ha. Ở đây em không có cà ri dầu, mình xài cà ri khô luôn nha, cà ri bột nha cả nhà. Mình thế vô đó màu điều, thì nhà em hay có sa tế làm sẵn, có màu điều cho nên là mình múc vô luôn, mình khỏi phải thắng nữa. Cái sa tế mà em hay xài trong tất cả các món ăn là cái sa tế ngọt, tức là sa tế để cho mình ăn Quỳnh Thánh, hoặc là mình để kho cá, kho thịt hay bất cứ mình muốn ướp, mình muốn đồ nướng cũng được. Là sa tế không có sả nha cả nhà. Nếu cả nhà để sa tế sả mà để ăn bún bò Huế nó sẽ ra một hương vị khác nha. Rồi, sau khi mình ướp mình trộn cho đều rồi, bây giờ mình lấy một cái chảo cũ lên. Tại sao em gọi là cái chảo cũ? Tại vì cái chảo cũ á, thì nó đã ăn dầu rồi cả nhà. Mình để dành chiên xào ha, mình chiên thôi chứ không phải xào, mình để chờ chiên này nọ nó sẽ ăn dầu mà nó chiên lên cái đồ nó thơm lắm. Tại vì bên này mình xài toàn là chống dính không à. Nhưng khi cái chảo mới mà chống dính cả nhà chiên á, nó cũng ngon chứ không ai không ngon, nhưng mà thật sự nó không thơm. Mà ở nhà muốn mà đồ ngon á, nhìn mấy cái chảo cũ vậy chứ thật ra chiên đồ rất là ngon. Cả nhà cứ thử thử ra đi nha. Rồi, à, bây giờ mình chiên cho nó đều hết trơn những cái mặt khoai, để một chút nữa mình bỏ vô là khoai sẽ không có bị rã. Còn cả nhà không chiên vẫn được, nhưng mà khi mình bỏ vô là khoai nó dễ bể, nó rã hết thì cái nước nó tan cái khoai lang ra, nó làm cho cái kiểu mà lềnh lềnh á, mình ăn mau ngán lắm. Nó ngon thì có ngon mà nó ngán lắm. Rồi ở trong này em cũng lấy cái nồi bắt dầu nóng ha. Rồi bây giờ mình bỏ gừng vô, mình phi cho thơm cái mặt gừng nha, cho vàng cái mặt gừng để một lát nữa nó dậy mùi lên nha cả nhà. Giờ cả nhà thấy nó vàng rồi, mình cho sả vô. Cái này là em nấu là cà ri để ăn cơm cho nên em có cho một chút xíu sả bầm vô. Còn nếu cả nhà nấu cà ri ăn bún là cả nhà không được bỏ sả bầm mà phải bỏ sả cây. Sả cây đập miên bó bó lại hay cộng cộng bó lại xong thả vô nấu nha. Cỡ này em nấu cà ri cơ ăn cơm cho nên có miếng sả vô, sả bầm nhưng cái lượng ít thôi, nếu nhiều nó sẽ sảm không có ngon ha. Rồi mình sau khi sả nó vừa hơi thơm thơm thì mình cho tỏi vô, mình cho vừa tới thôi, đừng có để tỏi sả vàng quá. Nó vàng một lát nữa nó làm cho cái nồi cà ri của mình không có ngon đâu. Còn mình làm nó vừa tới giống như vậy á, còn xanh xanh á là mình bỏ vô thì cái nồi cà ri của mình một lát ăn sẽ không có bị sảm, nó rất là ngon. Cả nhà thử ha. Rồi tới đây nó cũng vừa rồi nè. Bắt đầu em bỏ dịch vô nha. Dịch thì nãy mình ướp mình trộn cho đều rồi đó. Bây giờ mình bỏ vô. Nè cả nhà chú ý sẽ thấy một chút nữa em không có dớt bọt đâu. Tại cả nhà mà ngâm theo cái cách của mình chỉ á là cái máu nó rút ra nhiều lắm. Cái lượng bọt mình dớt á, lượng bọt dơ nó không có là bao nhiêu hết trơn á. Nên cả nhà thử nha, những cái mẹo đó cũng rất là hay. À, tại đây em mua một hộp trứng, em nghĩ nó không có bể đâu cho nên bỏ vô chung. Còn cả nhà kỹ thì cả nhà chừa ra ha. Còn em thì em quen rồi cho nên là em nghĩ nó không bể đâu, mà mình để nó một góc đó đi, mình lăn nó nhẹ nhẹ thôi. Rồi một chút mình cho nước vô thì nó sẽ không có bể đâu. Thì mình cũng không nhất thiết phải xào nó. Mình xào cái dịch một góc bên đây cũng được rồi nè.
Rồi dịch này không thì nhà em ít căn mở, cho nên em lóc mỡ lóc da hết rồi, còn nạc không à. Với con vịt cũng nhỏ không có lớn, cả nhà ăn được mỡ da thì mình để luôn thì nhìn nó đậm đà hơn ha. Đó, bây giờ bắt đầu em cho gia vị vô nè. Cả nhà nấu cà ri ăn cơm, cả nhà phải cho một chút xíu sữa đặc vô. Nấu cà ri ăn bún vẫn phải cho sữa đặc luôn. Nhưng mà nếu cà ri ăn cơm, cả nhà cho sữa đặc nhiều hơn cái lượng đường mình nêm vô. Một lát cà ri mình nó có cái độ béo mà thơm ngon lắm. Cái thứ hai nữa là em bỏ trong đây, em xài hai loại nước dừa. Một loại là coconut cream mà màu xanh lá cây, chứ em không xài màu xanh biển. Cái lý do là cả nhà nó nằm ở đây nè. Nếu ai mà bao tử bình thường hay mình ăn bình thường dễ tiêu ok thì màu xanh biển tốt. Nhưng mà nếu mà ăn kiêng với lại bao tử mình hay bị ở cổ này nọ không tiêu thì mình nên ăn cái coconut cream màu xanh lá cây, độ béo vừa phải mà nó không có bột sữa nhiều, nó không có cái lượng dầu nhiều làm cho mình ở cổ. Cái thứ hai nữa, cái thứ ba nữa là cái hộp coconut meal. Coconut meal nó sẽ làm cho mình lỏng cái coconut cream này ra với cái mức vừa phải, mà nó vừa thơm cái lượng nước dừa nữa, mà cái lượng nước mình bỏ vô nữa, cho nên là cả nhà nấu thử kết hợp giữa hai cái, dù ăn bún hay ăn cơm thì đều nấu giống như vậy. Nhưng mà mình cho cái lượng nước của ăn cơm thì nó ít thôi, còn mình nấu bún thì mình sẽ làm nhiều nước hơn. Nhưng cái quan trọng là bảo đảm ăn sẽ không có bị ở gần cổ. Tại nhiều người mình e ngại khi ăn cà ri á, dễ ở cổ lắm cả nhà. Cho nên lâu rồi nhà mình đã chuyển qua ăn cái loại này thì sẽ không ở cổ nữa. Rồi khi mình bỏ vô xào á, nước nó chưa sôi lên mình thấy màu lợt, cả nhà đừng có bỏ thêm màu nữa. Một chút nó sẽ nổi lên là nó giống như vậy, nó sẽ đậm lại nè cả nhà thấy không. Cho nên là đừng có thấy trắng trắng là hất màu vô nữa, là một lát là nó vàng dữ lắm nha. Rồi bây giờ mình thả khoai vô, tại con vịt này nó cũng nhỏ mà nó cũng vịt tơ nữa, nó nhỏ nó mềm, cho nên em bỏ khoai vô chung luôn. Bây giờ đợi sôi lên nêm nếm trở lại, hầm thêm một chút xíu. Còn cả nhà mà vịt to, vịt hơi già hoặc là gà nửa chừng sưng, gà già thì mình phải hầm xong rồi mình thấy khoai nó vừa tới mình vớt nó ra trước, rồi mình hầm tiếp cái gà cho nó mềm trở lại, vừa mức độ ăn rồi mới thả cái khoai vô. Như vậy khoai nó sẽ vừa tới, nó không có bị bở với bể ha. Rồi thì nó cũng sôi, em hầm xong rồi đó, em thấy nó vừa ăn rồi. Bây giờ mình thả củ hành vô luôn nha. Thả củ hành vô là cả nhà phải đợi cho nó sôi tim lên lại mới tắt lửa. Đừng có sôi quá thì cái củ hành nó mềm, nó sẽ không ngon, nó bể, nó không ngon, nó dập. Còn nếu mà cả nhà không để sôi trở lại thì củ hành nó ra nước nó sẽ bị chua, nó chua cái nồi cà ri. Cho nên là cả nhà phải sôi tim rồi mình tắt lửa. Mà khi mình ăn á, mình hay là mình ăn xong rồi mình phải hâm sơ lại một lần nữa là cà ri nó mới không có bị thiêu, để ngày mai nó cũng không có thiêu. Còn cả nhà ăn cà ri đừng có đảo nhiều quá nó cũng dễ chua nữa. Cho nên những cái này là những cái mẹo cũng rất là quan trọng nên cả nhà để ý ha. Rồi thì cái cà cà ri nó cũng xong rồi đó, em nêm nếm lại cũng thấy vừa ăn rồi, vịt nó cũng dai vừa phải, không có mềm lắm, mềm quá nó cũng không ngon á cả nhà. Hôm nay em có mua trứng non nữa, thấy ngon ha. Đó cả nhà thấy củ hành không, nó vừa chín trong miếng củ hành thôi chứ nó chưa có mềm. Rồi cái này là em nấu keo dữ lắm, nó keo cái độ keo vừa phải khi mình ăn với cơm á, cả nhà chan vô. Nhưng mà nó béo nó làm cho mình muốn ăn nữa, chứ không phải béo mà dạng mà ngán ở cổ. Cho nên là cả nhà thử thử đi coi gia đình của mình có thích không nha. À, còn mà cái kia á, mình chan vô nhiều là lắm mình ở cổ đó, mình ăn không nổi đâu. Còn mà mình ăn bún á, thì mình nấu lỏng chút xíu. Mà nếu nấu lỏng mà nấu bằng nước dừa kia em vẫn bị ở cổ luôn. Cho nên là có thể là em cũng không hợp với cái nước dừa mà nó béo như vậy. Nên cả nhà thử thử, nếu mà ai mà có tình trạng giống như mình ăn mình cái gì nước dừa hay ở cổ thì thử qua hai loại nước dừa này nha. Kết hợp vô mình sẽ thấy ngon lắm. Mà cả nhà nêm sữa đặc vô nhiều quá, cái nồi cà ri của mình nó sẽ ngon mà nó đậm đà lắm, nó không phải ngọt từ đường đâu. Cái khoai nó cũng đã ra ngọt rồi, cái sữa nó ngọt nhưng cái ngọt của nó có vị béo đậm đà, cho nên cái lượng đường mà mình nêm vô cũng ít thôi nha cả nhà, đừng có nhiều để dằn cái vị lại thôi. Giờ cả nhà nêm nếm cho vừa ăn nha, là bắt đầu là mình bỏ vô là vừa ăn luôn á. Bây giờ là em mời mà cả nhà ăn cà ri cơm nha. Nếu ai thích video của em xin cho em xin một like và một subscribe nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ video của em nha. Và hẹn cả nhà lại video sau. Bây giờ em mời cả nhà ăn cà ri nha. À, cà ri này á, thì mình nấu á, mình
Để tim sôi xong cả nhà múc vô lon thắt away á, bỏ tủ lạnh thì mình ăn được 1-2 ngày là vô tư luôn nha. Nó không có hư, không có chua, không ở cổ luôn. Cho nên bảo đảm với cả nhà nha, ăn ngon như mới nấu luôn. Cả nhà nấu kỹ chút xíu thì mình cất vô được lâu lắm, mình tha hồ. Nhiều khi nhà mình đi ăn ngày cũng ăn đâu có hết, thì mình chia hộp mình bỏ vô ha. Rồi tạm biệt cả nhà nha, bye bye.